Các học sinh mến, trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 4 sách kết nối tri thức qua sách và bài tập bài 73 ôn tập trung tiết 3. Đây cũng là video kết thúc chương trình môn toán lớp 4 sách kết nối tri thức. Qua video này cho thầy giáo gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị phụ huynh và các em học sinh đã đồng hành và ủng hộ kênh Thành Đô Vlog trong suốt thời gian qua. Hy vọng quý vị phụ huynh và các em học sinh tiếp tục đồng hành và ủng hộ kênh Thành Đô Vlog trong thời gian sắp tới, tức là trong chương trình môn toán lớp 5 sách kết nối tri thức. Ở đây thầy giáo mới hoàn thành xong bộ đề ôn thi học kỳ 2 môn toán lớp 4, bao gồm đề cộng video hướng dẫn rất là chi tiết. Rất phù hợp cho các em học sinh tự ôn thi môn toán lớp 4 tại nhà. Quý vị phụ huynh và các em học sinh nào quan tâm đến bộ đề, ủng hộ kênh Thành Đô Vlog thì có thể tham gia nhóm Zalo bằng cách là mở Zalo, bấm quét mã QR trên màn hình hoặc là tham gia theo đường link được đặt ở phần mô tả của video. Các em học sinh nhớ xin phép phụ huynh trước khi bấm tham gia nha. Bài tập số 1, đặt tính đổi tính. Phép tính thứ nhất, 45.278 cộng với 37.305. Các em cộng từ bên phải sang bên trái. 8 cộng 5 bằng 13, viết 3, nhớ 1. 7 thêm 1 bằng 8. 8 cộng 0 bằng 8. 2 cộng 3 bằng 5. 5 cộng 7 bằng 12, viết 2, nhớ 1. 4 thêm 1 bằng 5. 5 cộng 3 bằng 8. Tiếp theo là 82.405 trừ đi 37.284 . Các em trừ từ phải sang trái. 5 trừ 4 bằng 1. 0 trừ được 8. Lấy 10 trừ 8 bằng 2. Viết 2 nhớ 1. 4 trừ 1 bằng 3. 3 trừ 2 bằng 1. 20 trừ được 7. Lấy 12 trừ 7 bằng 5. Viết 5 nhớ 1. 8 trừ 1 bằng 7. 7 trừ 3 bằng 4. Tiếp theo là 51.605 nhân với 4. 4 x 5 bằng 20, viết 0 nhớ 2. 4 x 0 bằng 0, thêm 2 bằng 2. 4 x 6 bằng 24, viết 4 nhớ 2. 4 x 1 bằng 4, thêm 2 bằng 6. 4 x 5 bằng 20. 7.224 chia cho 24. Chia cho số có 2 chữ số. Các em tính từ trái sang phải. Chọn 2 chữ số để chia. Nếu 2 chữ số mà bé hơn không chia được thì các em mới chọn 3 chữ số để chia. Ở đây 72 lớn hơn 24. Vậy là 72 chia được cho 24. 72 chia cho 24. Các em ước lượng thương như sau. 72 làm tròn đến hàng chục. Ta được 70. 24 làm tròn đến hàng chục, ta được 20. Các em nhẩm 70 chia 20. Các em bỏ 2 chữ số 0 cuối cùng đi. 8 chia 2 được 4. Vậy 7 nó bé hơn 8. 7 chia 2 thì chỉ được 3 thôi. 3 x 4 bằng 12. 12 trừ 12 bằng 0, viết 0 nhớ 1. 3 x 2 bằng 6. Thêm 1 là 7, 7 trừ 7 bằng 0. Hạ 2. Các em nhẩm 2 chia 24. 24 chia 24 được 1. 2 nó bé hơn 24. Vậy 2 chia 24 được 0. Rồi thương là 0 thì các em không cần phải nhân. Các em hạ 4 xuống luôn, các em chia. 24 chia 24 được 1. 1 x 24 bằng 24 và 24 trừ 24 bằng 0. Tiếp theo là các em sang bài tập số 2. Biểu đồ sau cho biết số người tham gia đồng diễn của 4 đội trong một hội thao. Tên biểu đồ, số người tham gia đồng diễn. Dựa vào biểu đồ, hãy viết câu trả lời cho các câu hỏi sau. A. Mỗi đội có bao nhiêu người tham gia đồng diễn? Trước hết là đội 1. Các em gióng đỉnh cột của đội 1. Ta thấy nó tương ứng với số 120. Như vậy đội 1 có 120 người tham gia. Tương tự, đội 2 có 140 người tham gia. Đội 3 có 100 người tham gia. Đội 4 có 120 người tham gia. Đội 1 có 120 người. Đội 2 có 140 người. Đội 3 có 100 người. Đội 4 có 120 người. B. Trung bình mỗi đội có bao nhiêu người tham gia đồng diễn? Tính trung bình mỗi đội tức là các em tìm số trung bình cộng của 4 số này. Bằng cách là các em lấy tổng của 4 số chia cho 4. Trung bình mỗi đội có số người tham gia đồng diễn là các em lấy tổng của 4 số chia cho 4. Muốn tìm số trung bình cộng của 3 số, ta lấy tổng 3 số chia 3. Muốn tìm số trung bình cộng của 10 số, ta lấy tổng 10 số chia 10. Muốn tìm số trung bình cộng của 4 số, ta lấy tổng 4 số chia 4. Rồi các em tính xem là kết quả bằng bao nhiêu. À, bằng 120 đúng không? 120 người. Câu C. Hai đội nào có số người tham gia đồng diễn bằng nhau? Các em xem hai cột nào cao bằng nhau? À, đội 1 và đội 4 đều có 120 người tham gia. Đội 1 và đội 4 có số người tham gia đồng diễn bằng nhau. Câu D. Hai đội nào có số người tham gia đồng diễn hơn kém nhau 40 người? Trong 4 số này, hai số nào trừ đi nhau bằng 40? À, 140 trừ 100 bằng 40, tức là đội 2 và đội 3. Đội 2 và đội 3 có số người tham gia đồng diễn hơn kém nhau 40 người. Bài tập số 3, khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Cùng đi một quãng đường, ô tô màu đỏ đi hết 2/3 giờ, ô tô màu xanh đi hết 2.400 giây, ô tô màu đen đi hết 7/12 giờ, ô tô màu trắng đi hết 42 phút. Hỏi ô tô nào đi hết ít thời gian nhất? A, B, C hay là D? 4 ô tô cùng đi một quãng đường. Muốn biết ô tô nào đi hết ít thời gian nhất thì các em so sánh số đo thời gian của 4 ô tô với nhau. Trước hết là các em đổi các số đo thời gian của mỗi ô tô ra đơn vị đo thời gian là phút để chúng ta dễ so sánh. Các em đổi giờ ra phút, giây ra phút, được chưa? Trước hết là 1 giờ bằng 60 phút. Ô tô màu đỏ đi hết 2/3 giờ. 2/3 giờ, tức là các em tìm 2/3 của 60 phút. Muốn tìm 2/3 của 60, ta lấy 60 nhân 2/3. 60 nhân 2 bằng 120. 120 chia 3 bằng 40 phút. Tiếp theo là ô tô màu xanh. Ô tô màu xanh đi hết 2.400 giây. Các em đổi xem nó bằng bao nhiêu phút. 1 phút bằng 60 giây, tức là 60 giây mới được 1 phút. Vậy 2.400 giây, các em so sánh xem là 2.400 nó gấp 60 là bao nhiêu lần. Số lần đó chính là số phút. Ta lấy 2.400 chia 60. Rồi các em bỏ hai chữ số 0 cuối cùng đi. Các em nhẩm 240 chia 6 bằng 40. 40 phút. Tiếp theo là ô tô màu đen đi hết 7/12 giờ. 1 giờ bằng 60 phút. 7/12 giờ, các em tìm 7/12 của 60 phút bằng cách lấy 60 nhân 7/12. Các em lấy 60 chia 12 trước cho nó thuận tiện. 60 chia 12 được 5. 5 x 7 bằng 35. 35 phút. Ô tô màu trắng đi hết 42 phút. Rồi 42 phút này, 40 phút này, 40 này, 35. Vậy số 35 là số bé nhất, tức là ô tô màu đen đi hết ít thời gian nhất. Ô tô màu đen các em chọn đáp án C. Bài tập số 4, viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp. Cho ABCD là hình vuông. ABCD là hình vuông. Mà NPQ là hình thoi. Các em nhớ hình thoi thì nó có 4 cạnh bằng nhau nha. AEQM và MNGB. AEQM và MNGB là hình bình hành. Hai hình này là hình bình hành. Màu xanh và màu vàng là hình bình hành. Bốn hình đó tạo thành cái hình H này. Trong hình H có A. Hai đoạn thẳng vuông góc với nhau là A. Các em biết là hình vuông thì nó có 4 góc. 4 góc vuông, được chưa? Trước hết là góc đỉnh A là góc vuông. Như vậy, hai đoạn thẳng vuông góc với nhau là AB và AD. Được chưa? Tương tự, góc đỉnh B là góc vuông. Cho nên hai đoạn thẳng vuông góc với nhau là AB và BC. Tương tự, AD và DC. Rồi, BC và CD. Được chưa? B. Các đoạn thẳng bằng đoạn thẳng AE là AE đâu? AE đây. Vì hình màu xanh là hình bình hành, cho nên hai cạnh đối diện là EA và QM nó bằng nhau. Được chưa? Vì hình màu vàng là hình bình hành, cho nên hai cạnh đối diện là MN và BG nó bằng nhau. Và vì hình màu đỏ là hình thoi. Hình thoi thì nó có 4 cạnh bằng nhau. Ta suy ra cạnh QM, tức là cạnh màu đỏ này, bằng cạnh MN, tức là bằng cạnh màu xanh. Hay nói cách khác là hai cạnh màu đỏ bằng nhau và cùng bằng hai cạnh màu xanh. Như vậy, các đoạn thẳng bằng đoạn thẳng AE chính là QM, MN và BG. QM, MN và BG. Được chưa? C. Các đoạn thẳng song song với đoạn thẳng AB là AB. Vì ABCD là hình vuông. Hình vuông, hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, nó có chung đặc điểm là có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau. Được chưa? AB đối diện với CD, song song với nhau. Rồi. Tiếp tục. Ta có EQ, nó song song với AM, bởi vì cái hình màu xanh là hình bình hành. EQ song song với AM, mà M nó nằm trên AB. Vậy EQ song song với AB. Tương tự, hình màu vàng là hình bình hành, cho nên NG song song với MB. Từ đó ta suy ra NG song song với AB. Như vậy trước hết là DC này, AB song song với DC này, song song với EQ này, và song song với NG. Được chưa? Tiếp theo là các em sang bài tập số 5. Trong thùng có 128 cái bánh. Người ta lấy ra 3/4 số cái bánh trong thùng để chia đều vào 4 hộp. Hỏi 16 hộp như vậy có bao nhiêu cái bánh? Người ta lấy ra 3/4 số cái bánh. Trước hết là các em tính xem là người ta lấy ra bao nhiêu cái bánh. Người ta lấy ra số cái bánh trong thùng là lấy ra 3/4 số cái bánh. Tức là các em tìm 3/4 của 128 bằng cách lấy 128 nhân 3/4. Các em lấy 128 chia 4 trước. Được kết quả bao nhiêu các em nhân với 3. Và ta được kết quả là 96 cái. 96 cái bánh này người ta chia đều vào 4 hộp. 96 cái chia đều vào 4 hộp. Như vậy mỗi hộp có số cái bánh là 96 chia 4, chia thành 4 phần bằng nhau. 96 chia 4 bằng bao nhiêu? Bằng 24 cái. Một hộp có 24 cái. Vậy 16 hộp như thế thì sẽ có 24 x 16. 24 gấp lên 16 lần. 16 hộp như thế có số cái bánh là 24 x 16. Rồi các em tính xem là kết quả bằng bao nhiêu. À, bằng 384 cái đúng không? Rồi các em nhớ đáp số nha. Rồi như vậy là video hôm nay đến đây là kết thúc. Đây cũng chính là video kết thúc chương trình môn toán lớp 4 sách Kết nối tri thức. Một lần nữa cho thầy giáo cảm ơn quý vị phụ huynh và các em học sinh đã đồng hành và ủng hộ kênh Thành Đô Vlog trong suốt thời gian qua. Hy vọng quý vị phụ huynh và các em học sinh tiếp tục đồng hành và ủng hộ kênh Thành Đô Vlog trong chương trình sắp tới, tức là chương trình môn toán lớp 5 sách Kết nối tri thức. Rồi xin chào và chúc các em học sinh ôn tập đạt kết quả cao trong kỳ thi học kỳ 2 sắp tới.